Dạ vâng, em Tuấn chào quý anh chị nha. Bữa nay em lên cho anh em một mẫu xe Innova 2014 bản E, xe chuẩn gia đình, chuẩn chỉ gia đình nha. Đó, xe chuẩn chỉ chạy đúng 92.000 cây, không bao anh em tua luôn nha. Đó, một con xe gia đình người ta sử dụng thì người ta không có tua tiết gì hết. Và tụi em chỉ có dọn rửa này nọ là bát biết rồi, sơn phẩy một số chỗ rồi em bán cho anh em nha. Đó. Rồi bên em có mua bán trao đổi tất cả dòng xe từ 100 triệu tới 700 triệu đồng. Anh em biết ai mua hoặc bán xe thì vui lòng liên hệ với em với số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, hoặc là số Zalo của em. Rồi em sẽ thẻ định vị cửa hàng cho anh em đi nha. Đó, cửa hàng em nằm ở Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Rồi, giờ em sẽ vào em quay cho anh em một đoạn xe nha. Đó, xe chạy đúng 92.000 cây nè anh em. Đó. Xe thì anh em mua về sẵn dùng thôi, không có làm một cái gì hết nha. Mọi vấn đề là bên em nói chung là làm hết rồi, anh em về chỉ sẵn dùng thôi. Đó, nói chung là bori, họng ga này nọ, mô bin là em thay hết rồi nha. Đó, em để kiểm tra mới hết cho anh em rồi, em để kiểm tra và thay mới hết cho anh em nha. Về vấn đề nhớt nước thì em bán xe ra, em bao thay nhớt mới cho anh em nè. Vấn chế độ hậu mãi là em bảo hành máy cho anh em 1 năm nha. Đó, em sẽ xuống quay cho anh em một vòng xe nha anh em. Đó, con này là Innova 2014 bản đủ. Bản đủ là có những gì nè, sấy sưởi nè, hai túi khí nè, một túi khí nè, hai túi khí nè. Đó, về bản đủ và bản thiếu nó có rất là nhiều cái gọi là cái trên lọt giá nha anh em. Đó, một con xe bản thiếu hoặc là bản trung thì nó là đơn thuần nó là một chiếc taxi dọn lên nha anh em. Đó, em nói thẳng luôn, anh em này mà nói con bản thiếu không phải taxi là không phải nha anh em. Nói chung nói thẳng luôn, đó là xe taxi dọn ra nha anh em. Xe taxi dọn ra thì nó bán trên lệch với xe gia đình. Ví dụ như con này em bán 24 này, em bán 345 triệu đồng. Thì nếu mà xe taxi dọn ra đó, thì bán tầm cỡ 301 thôi nha. Tầm cỡ 301, 315 triệu đồng là anh em sở hữu được mẫu xe dịch vụ dọn ra rồi. Còn con này em khẳng định anh em 100% xe gia đình, chuẩn gia đình 100%, chạy đúng 92.000 km để bao tít hãng cho anh em nha. Đó, em bao tít hãng cho anh em con Innova 2014 này luôn nha. Xe máy móc zin nắp vàng cò chưa ra luôn nha anh em. Đó, anh em nào thích mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em với số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, bên em có mua bán trao đổi tất cả các loại xe từ 100 triệu tới 700 triệu đồng nha. Đó, khi mà em mua được xe hoặc bán được xe, em gửi hoa hồng cho anh em từ 3 triệu tới 6 triệu cho một đầu xe nha anh em. Đó, rồi em quay lại vấn đề luôn. Con này là Innova 2014. Đầu 2014 thì nó còn phơm, còn cái phơm cũ nha, chưa qua phơm mới nha anh em. Đó, cảm biến dây nè. Đó. Một con xe bạn đủ sẽ trang bị cho nó là đây. Cái chỗ gạt mưa là nó có nước xuống nè. Cảm biến dây zin nè. Không phải độ đẻo nha anh em. Đó. Rồi 4 tháng đĩa nè. 2 tháng đĩa sau và 2 tháng đĩa sau. Về 1-2 tháng đùm sau nè anh em. Đó, bây giờ em sẽ vào chi tiết của xe cho anh em nha. Con này em bán ra em bao cho anh em là keo chỉ còn zin 100%, chưa có que vọt hay là mất keo chỉ này nha anh em. Đó. Đây là phần gầm của xe nè anh em. Rồi em sẽ zoom kỹ phần máy của xe nè. Đó, không có một xíu gì nhớt nha anh em. Máy móc con này thì em bao cho anh em máy zin 100%, nắp vàng cò chưa ra nha anh em. Đó, lớp 4 lớp còn dày nè, 4 lớp còn rất là dày luôn nha anh em. Kính zin của hãng nè. Đó, em bán 345 triệu đồng còn thương lượng, còn bớt cho anh em khi ở xe lại xem xe về chạy thử nha. Đây là phần keo chỉ của xe nè, que 5 tháng thì đóng cửa, nó có hơi mòn mòn chạy chạy nè anh em. Đó, trong nách này zin nè anh em, này, thấy không, keo chỉ này zin nè. Đó, con này không mất một phân keo chỉ nha anh em cam kết cho anh em luôn. Đây, xe gia đình nên tách ly nè, còn con gai rất là dày luôn nha anh em. Đây, kính auto nè. Một con bạn đủ nó sẽ cái mấy cái lẫy đây nè, nó sẽ là tay mẩy nóc nha anh em. Đó, cánh nỉ nè, đây tem sườn luôn, nhà sản xuất, năm sản xuất 2014 nè anh em. Đó, năm sản xuất đúng năm 2014. Đây, ốc cánh, ốc cửa nè, không có một dấu vết này mà gọi là động chạm gì của cơ lê mà lết nè. Đây, phần vô lăng nè. Đó, em sẽ đi chậm cho anh em nha. Vùng vô lăng cũ số rất là đẹp luôn. Con này thì còn đầu zin nha anh em. Đó, anh em nào thích lên đầu Android bên xem em sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Đó, ví dụ như đầu người ta lấy 4 triệu đồng bên em sẽ hỗ trợ 50-50 cho anh em nha. Đó, một con bản đủ nó sẽ có mày nè, đây đợi gương nè, đèn nè. Đó, bản đủ zin là nó còn có nguyên nha anh em. Đó, chỉnh gương nè. Đó, cái phần quan trọng này xe đi nhiều đít anh em giờ mấy cái này nè. Đó, nó sẽ
thể hiện lên chất xe vô lăng cũ số, rồi mấy cái đồ đẹp côn một đầu rồi đó, nó thể hiện chất xe hết đó. Nội thất đẹp, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn anh em. Anh em mua về con này sẵn dùng, nó không có làm một cái gì hết nha anh em đó. Chủ nhà đổi lên đời xe, bán xe cho bên em đó. Rồi đây chủ xe bao tới thẳng luôn nha. Này đây keo chỉ nè, keo chỉ zin 100% luôn anh em. Cánh Mỹ nè, xe rất là đẹp luôn. Ba vùng điều hòa zin của xe nè, đấy xe rất là đẹp luôn nha. Đây mấy cọc đẹp không, thậm chí nó còn như là 7 màu luôn anh em đó. Đây là phần lớp sau nè đó, phần gầm thì không có mục mọt gì hết, còn nguyên zin nguyên bản đó, không có gọi là một chút xét gì luôn anh em. Tôn nè đó, chưa có phủ gầm luôn nha, bốn lớp còn rất là dày luôn nha. Đấy, đây là kính zin của xe, chứng tỏ con xe chưa có đâm đụng, chưa có bể kính gì nha anh em. Đấy, đây sau cũng kính zin luôn nè đó. Đây con bạn đủ nó sẽ có xe sưởi nè. Anh em nào thích mẫu xe này thì alo cho em với số điện thoại là 0904804567 nha. Em bán 345 triệu đồng, em còn thương lượng còn bớt cho anh em khi ở lại xem xe và chạy thử nha. Kiếm tiền bớt, gọi là bớt đó, gọi là lọc lá cho anh em mua về thuận buồm xuôi gió. Rồi anh em bán xe ra em sẽ bao quát bóng thay nhớt, kiểm tra thước lái này nọ hết cho anh em nha. Đây là phần đinh tán sâu của xe này nha. Đó, phần ốc này, ốc chưa ra này đẹp anh em. Chưa ra nó dơ gì á, nó không có mới nha anh em. Đó, một con xe rin nha. Đó, gia đình này mà đi 4-5 người đó thì gặp hàng ghế sau bỏ đồ đây, rất là rộng luôn, được bỏ 4-5 cái thùng xốp luôn nha. Đó. Đó, em sẽ mở cái hộp đồ nghề của xe đây nè. Đó, hộp đồ nghề xe nè. Đó. Một con xe gia đình người ta sử dụng từ 2014 tới nay thì gần mà nói chung là gần 7-8 năm rồi, mà giữ một con xe nó còn chất xe rất là khó nha anh em. Đó, một con xe đẹp thì anh em nào thích alo cho em liền nha. Đó. Rồi giờ em sẽ xuống phần gầm của xe nha. Một con xe quan trọng là gầm bể máy móc đâm đụng nha anh em. Đó, phần gầm nè. Đó. Phần gầm như xe mới luôn nha anh em. Đây, không một chút xíu đồ lề rỉ sét à. Anh em xe combo nè. Đấy. Nhìn combo là yêu liền anh em. Tim gầm nè. Đó, có tim còn tim gầm luôn nè. Nhìn một con xe là yêu liền luôn. Đấy. Em sẽ đi kỹ phần gầm cho anh em nha. Đây, phần gầm nè. Trời ơi, nhìn combo này. Đẻ không anh em? Nhìn nha. Đó, một con xe đi ít đi nhiều, mình dòm phần gầm này mình đủ đánh giá con xe. Đó. Một con xe gầm đẹp á thì người ta chủ đi rất là kỹ luôn nha. Đó, anh em nào thích con này thì alo liền cho em nha. Đấy. Innova 2014 bản E, xe chuẩn gia đình 100%. Em bán chỉ có 345 triệu đồng nha. Còn thương lượng còn bớt cho anh em nha. Đây, keo chỉ lốp còn luôn nè. Đây. Lòng vi luôn nè. Đây, keo chỉ còn luôn nè. Đấy, kêu chỉ cánh luôn nè. Đây kêu chỉ cánh sau bên phụ nha anh em. Đây. Tắp ly luôn nè, đẹp không? Đó. Em bán 345 triệu đồng còn thương lượng còn bớt nha anh em. Đó, không phải cơ giới nào bán giá đó. Bên em còn rất là nhiều Innova từ 206 tới 218 có hết nha anh em. Đó, đây. Đó, còn tắp ly nè. Đẹp không anh em? Ốc nè. Đó, bên em còn rất là nhiều Innova nha, từ 206 tới 218 mẫu nào cũng có luôn nha anh em. Đấy. Anh em thích nè, mẫu nào ví dụ như mà ví dụ thích con 206 thì alo cho em sẽ gửi hình đó, chứ nhiều khi xe em nhiều quá em quay không hết nha anh em. Đấy, một con Innova giờ sẵn dùng chỉ có 345 triệu thôi đó. Người ta nói thiệt luôn, người ta mua mới tới 800 mấy chục triệu đó, người ta bán lại, người ta đổi xe bán lại đi 7-8 năm, giờ bán lại chưa được nửa xác xe nha anh em. Mấy dòng này thì anh em chỉ có nước nhớt chạy, nước nhớt đầy đủ mà chạy thôi nha, không có gì hết nha. Đây, đây là phần khoang máy động cơ trái tim nha anh em. Đó, đây là cục ABS trong bó cứng phanh nè. Đấy, xe rất là mới luôn anh em, dòm tôn nè, thấy không? Đó, phần ốc capo nè, ốc capo chưa đụng chạm gì hết, keo chỉ thì nguyên zin chảy xe luôn anh em. Đó. Đây, phần máy nè, chỗ đây còn ốc 7 màu rồi nè, còn chấm 7 màu luôn nè. Đó, con này em cam kết cho anh em là nắp dàn cò chưa ra luôn nha. Máy zin 100%, nắp dàn cò chưa ra nha. Xe chạy 90 mấy ngàn thì đừng có nói đụng tới nóc vàng còn nha anh em, không có đâu nha. Đây, đây là phần bên hông này. Đây, máy móc của xe khô ráo luôn, rất là hợp lý luôn. Giá rất là hợp lý cho anh em này mua về sử dụng nha. Đấy. Giá trên là em còn bớt thương lượng cho anh em nha. Đó, anh em nào thích thì alo cho em mẫu xe này liền nha. Đó, bên em rất là nhiều Innova nha.
Đấy, anh em thích mẫu xe nào thì alo với em, em sẽ có giá bớt cho anh em nha anh em. Đó, em tên Tuấn, em ở với em Bình Dương nha. Anh em nào xem được video thì cho em một nút like và một nút đăng ký nha anh em. Rồi, chào tất cả anh em luôn nha.